Khám phá bí mật phòng the của vua chúa. Cuộc sống chốn thâm cung của vua chúa Trung Hoa cổ xưa luôn chứa đựng những bí ẩn mà người thời nay luôn muốn khám phá. Những bí mật về đêm động phòng hoa trúc của các bậc đế vương lại càng có sức khơi gợi trí tò mò ghê gớm. Đêm động phòng. Sau khi uống rượu và ăn mì trường thọ, hoàng hậu sẽ theo quy tắc truyền thống trút bỏ xiêm y trước rồi lên giường. Sau đó hoàng đế mới cởi bỏ long bào lên sau. Đối với bất cứ vương phi nào, đêm động phòng cùng với nhà vua luôn là giây phút vô cùng vinh dự và trọng đại của cuộc đời. Những hoàng đế cổ xưa thường sở hữu tam cung, lục viện, thất thẩm nhị phi, 72 cung phi. Nhưng thông thường trong cuộc đời mỗi hoàng đế chỉ được kết hôn một lần chính thức và được gọi là đại hôn. Mặc dù vậy, cũng có những ngoại lệ, khi hoàng hậu bị truất ngôi thì nhà vua có thể tái hôn lần hai. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc một mỹ nữ nào đó sẽ được tận hưởng đại ân động phòng hoa trúc với nhà vua. Mỹ nữ xinh đẹp sau khi thành thân với nhà vua sẽ trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Bởi vậy trình tự và thủ tục kết hôn cũng khác với dân thường. Thông thường phải tuân theo lục lễ được quy định trong lễ ký, bao gồm nạp thái, đưa lễ vật vào ăn hỏi, vấn danh, hỏi tên, nạp chính, nộp tiền, cáo kỳ, chọn ngày, thân nghênh, đón dâu. Nhưng hôn lễ của hoàng đế sẽ khác ở chỗ, nghi thức hôn lễ sẽ long trọng và cầu kỳ hơn rất nhiều. Gia đình mỹ nữ được chọn làm hoàng hậu cũng sẽ nhận được lễ vật nhà vua ban tặng. Nhưng tuyệt đối không có chuyện hoàng đế đích thân đến rước dâu, mà cử người nhà của hoàng hậu long trọng tới rước, và lễ vật thường sẽ vô cùng hậu hĩnh. Cũng giống như những đôi uyên ương khác, hoàng đế và tân vương phi cũng sẽ trải qua đêm động phòng hoa trúc. Nơi hoàng đế và hoàng hậu động phòng vốn không phải là trong phòng ngủ của hoàng đế, cũng không có nơi cố định để động phòng, mà thường sẽ động phòng tại nơi cử hành nghi thức thành thân. Hoàng đế của triều Minh và triều Thanh thường cử hành lễ thành thân tại cung Khôn Ninh. Cung Khôn Ninh là cung thứ ba trong số ba cung của hậu cung. Trong thời nhà Minh thì đây vốn là tẩm cung của hoàng hậu. Trong thời nhà Thanh lại xây dựng hai gian phía đông hoàng cung thành gian động phòng trong đại hôn của hoàng đế. Năm gian phía tây hoàng cung lại được xây dựng thành nơi tế lễ. Nghi lễ nghênh đón hoàng hậu của đại đế triều Thanh khá long trọng và cũng vô cùng cầu kỳ. Hoàng hậu được kiệu từ đại thanh môn qua thiên an môn, ngọ môn cho tới tận hậu cung. Còn những thứ phi bình thường chỉ được đi qua cửa sau của Tử Cấm Thành. Gian động phòng của hoàng đế và hoàng hậu nghiễm nhiên xa hoa hơn dân thường rất nhiều. Nhưng cũng không thể thiếu tập tục, dán chữ song hỷ và câu đối chúc mừng. Màu sắc trong gian động phòng vẫn là màu đỏ truyền thống. Trên giường tân hôn sẽ có một bộ chăn đệm màu đỏ, bách tử, được thêu hình một đứa trẻ, thần thái phi phàm, bởi hoàng gia cũng mong muốn đông con nhiều phúc. Trong thời Tùy Đường, gian động phòng trong đại hoàng cung không chỉ trải thảm mà còn thiết kế rất nhiều tấm bình phong, đại hỷ long được bày biện khắp nơi. Có thể thấy thời điểm đó, tính riêng tư lúc động phòng rất được coi trọng và đề cao. Bước vào công đoạn quan trọng nhất của đêm động phòng, tất nhiên sẽ không có màn náo loạn động phòng như phong tục truyền thống của người Trung Hoa, nhưng có những lễ nghĩa cũng không thể bỏ qua. Vậy bước vào công đoạn này, hoàng đế và hoàng hậu sẽ làm gì đây? Nếu hoàng đế và hoàng hậu còn điều gì muốn nói thì phải nói cho bằng hết. Sau đó họ sẽ cùng nhau ngoắc tay uống rượu. Sau màn uống rượu ân tình này sẽ là màn lên giường. Nhưng hoàng thượng làm tân lang cũng không thể tùy tiện lên giường mà phải phân thứ tự chỉnh tự trước sau. Hoàng đế nhà Đường sau khi thành thân sẽ lên giường như sau. Quỳ hướng về phía bắc và nói lễ tốt. Hưng, thượng công sẽ dẫn hoàng đế vào đông phòng, trút bỏ y phục, sau đó sẽ dẫn hoàng hậu vào, trút bỏ xiêm y, đến lúc này mới dành khuê phòng lại cho hai người động phòng. Còn thời triều Thanh, sau khi hoàng hậu vào gian động phòng chưa được bao lâu, hoàng đế mặc áo long bào sẽ được đưa tới cung Càn Khôn. Hoàng đế sẽ gỡ tấm khăn trùm mặt của hoàng hậu xuống và cả hai cùng ngồi trên giường hỷ. Cung nữ sẽ đặt chậu đồng và chiếc hộp hình tròn phía đầu giường. Bên trong có đựng một món ăn giống sủi cảo với tên gọi Tử Tôn Thịnh Vượng. Sau đó cả hai ngồi vào bàn tiệc uống rượu. Lúc này ngoài cửa sổ sẽ có một người phụ nữ hát vang bài hát, rào trúc ca.
Sau khi uống rượu và ăn mì trường thọ xong, hoàng hậu sẽ theo quy tắc truyền thống trút bỏ xiêm y trước rồi lên giường. Sau đó hoàng đế mới cởi bỏ long bào lên sau. Đến lúc này, hoàng đế và hoàng hậu mới thực sự được hưởng thụ cá nước vui hoàn. Dù có long trọng và cầu kỳ nhường vậy, nhưng cõi đời tất yếu vẫn còn những cuộc hôn nhân gượng ép và oan trái. Đến cả những bậc đế vương, đôi khi cũng không thoát khỏi điều muộn phiền đó. Nên có những hoàng đế và hoàng hậu khó có thể được hưởng thụ trọn vẹn cá nước vui hoan trong đêm động phòng hoa trúc. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.